Gia đình không có ai mắc sốt xuất huyết nên khi thấy sốt, anh Sơn không hề nghĩ mình mắc sốt xuất huyết. Cho rằng bản thân khỏe mạnh nên chỉ uống thuốc hạ sốt. Khi thấy cơ thể đau nhức sốt cao, anh đi xét nghiệm và kết quả dương tính với sốt xuất huyết. Tiểu cầu hạ nhanh chỉ số 39 và được yêu cầu nhập viện ngay lập tức. Trước lúc mà phát bệnh thì là không có một triệu chứng lâm sàng gì cả. Và khi mà xảy ra biến chứng đó là sốt cao và kéo theo mệt mỏi và cơ thể suy sụp rất nhanh. Chỉ trong một ngày, và ngày hôm sau thì là đau đầu và nhập viện. Từ đầu tháng 10 đến nay, Bệnh viện Thanh Nhàn liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám do sốt xuất huyết. Lũy tiến đến nay, bệnh viện tiếp nhận 1.500 ca mắc sốt xuất huyết. Thời điểm hiện tại có 250 ca bệnh nội trú. Chỉ tính riêng đơn nguyên chống dịch của bệnh viện hiện đã có tới 100 bệnh nhân. Đáng nói, tỷ lệ ca nặng đến rất nặng hiện nay tăng cao. Thông thường thì những cái bệnh nhân sốt xuất huyết trong 3 ngày đầu thì với những cái diễn tiến bình thường thì chỉ là sốt đơn thuần. Tuy nhiên thì đến thời điểm này chúng tôi ghi nhận có những bệnh nhân sốt ngày đầu tiên thì tiểu cầu cũng đã giảm và men gan tăng rất cao và có tình trạng suy thận. Năm nay thì chúng tôi gặp rất nhiều là bệnh nhân suy thận và suy thận diễn tiến của rất là nặng trên cái bệnh nhân sốt xuất huyết. Nữa là những trường hợp là tiểu cầu giảm rất sâu, bệnh nhân cũng sốt huyết thì ghi nhận cũng khoảng 30-40%. Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân khiến sốt xuất huyết năm nay nặng hơn cả về số lượng bệnh nhân và tỷ lệ ca nặng bất thường. Chính vì vậy, cách tốt nhất để đề phòng mắc bệnh đó là phòng mũi đốt, vệ sinh môi trường, ngủ màng, diệt mũi, diệt lăng quăng, bọ gậy. Việc đầu tiên là cũng cần phải đi đến cơ sở y tế để khám xem mình sốt là do gì. Sau đó sẽ theo sự hướng dẫn của bác sĩ là ví dụ như trong sốt xuất huyết thì chúng tôi chỉ 3 ngày đầu là phải cho bệnh nhân được có thể được theo dõi ở nhà. Thế và đến ngày thứ 4 thì buộc phải theo dõi sát của cơ sở y tế. Nếu như bệnh nhân qua từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 là hết cái giai đoạn nặng của bệnh thì chúng tôi có thể hướng dẫn cho bệnh nhân là cách tập luyện chế độ ăn uống và có thể nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe ở nhà.